Bé, ngày hôm nay chúng ta sẽ học vần ắt. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. À, từ ắt. Ắt. Cờ ắt cắt sắc cắt. Cắt. Cắt giấy. Giấy. Á từ ắt. Ắt. Di ắt dắt nặng giặt. Giặt. Máy giặt. Máy giặt. Mờ ắt mắt nặng mặt. Mặt. Mặt trời. Mặt trời. Á từ ắt. Ắt. Sờ ắt sắt sắt sắt. Sắt. Cửa sắt. Cửa sắt. Á từ ắt. Ắt. Bờ ắt bắt sắt bắt. Bắt. Bắt đầu. Bắt đầu. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!